bình thường mà chỉ có tại chống tối thôi, chứ nếu mà buông tối ra là đi cũng không có thấy gì. Dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và phía trước mặt cô bác quý anh chị là ngôi nhà của bé Hân. Một bé mà không may thì bị một cái tai nạn giao thông, phải mất đi một cánh tay, cánh chân. Thì được mạnh thường quân cũng như là chị Lâm Tiền hỗ trợ để mà cho bé có thể đi lại trên cái đôi chân của mình. Hôm nay thì cũng gần 3 tháng sau cái thời điểm mà bé Hân phải ghép cái đôi chân của mình, đôi chân giả vào cái chân của mình. Hôm nay thì muốn đến đây quay để cho Mạnh Thường Quân cũng như là chị Lâm Tiền có thể thấy được cái tình hình sức khỏe của bé Hân thời hiện giờ cũng như là cái việc mà đi đứng á không. Bây giờ con Nhông với lại Hân vô ha. Vô đây gặp Hân. Nay bà ngoại đâu không? Có đây nè. Nằm mà coi thời sự vô. Dạ. Dạ chào bà Hân. Ông mặt đèn lên con quá rồi à. Sao rồi bây giờ sức khỏe là sao rồi? Hôm trước nghe nói đi bà ngoại qua đây đi bà ngoại hôm trước nghe nói là đi bệnh viện Chợ Gãy. Chị là mẹ hả? Dạ bà. Cái này là bà Út. Nghe nói đi bệnh viện Chợ Gãy thì sao bà? Đi bệnh viện đi xuống với Hữu Nghị này nè, cái nó kêu mổ, nhập viện mổ. Dạ. Cái đằng này nó chưa có chuẩn bị gì trên, cái gì đi về mới xin giấy giới thiệu, xin giấy giới thiệu mới đi xuống dưới. Đi xuống dưới cái bác sĩ coi, bác sĩ Nhân nó coi cái nó giờ nhập viện rồi mổ hay sao, còn nếu không chịu thì bác cho chuyển đi Chợ Rẫy. Cái đằng này với mẹ nó nói thôi giờ chuyển đi, bác chuyển đi Chợ Rẫy đi, chứ ở dưới này nó mổ đi mổ lại rồi nó vậy thôi giờ chuyển đi Chợ Rẫy. Cái đi về bữa sau lại là đi Chợ Rẫy. Đi Chợ Rẫy lên trển là tưởng mình cũng chuẩn bị mình đem đồ theo này kia. Cái lên trển bác sĩ khám hai bác sĩ mà chưa có biết là chụp hình rồi là coi trong cái phim là chưa biết cái đó là cái gì nữa. Nói ủa sao mà cái này cái gân hay là cái gì không biết. Cái tới 11 giờ cái hai bác sĩ nó thôi đợi chiều ông bác sĩ kia là ông kêu ông gì Ngọc Thanh. Ông nó thạc sĩ hay gì á. Bác sĩ già ngày xưa mà cái thạc sĩ tiến sĩ rồi. Tiến sĩ gì đó ha. Dạ. Cái bắt đầu lên ông coi cái phim nữa. Ủa cái này là cái gì hả? Sao mà không thấy cái gì mà tại sao mà nó lòi ra? Cái ổng bị dán cái băng keo cá nhân gì nè. Cái ổng mới kêu Hân dở cái áo rồi coi cái vết thương. Cái ông dở ra cái ông gỡ cái băng keo cá nhân ra. Cái ổng thấy ló ló cái xương nó xương chết. Xương chết mà nó trắng tư rồi nha. Khoảng bao dài gì nè. Cái ông rút ra mấy ời ơi cái này gì à? Sao em sao cháu cái này là ăn cái gì à? Bộ ăn kẹo hay gì mà bữa nay cái xương này nó rút ra mà không có máu không có gì cái đau dữ không hả? Không có đau luôn. Ủa cái xương nó chết tại vì uống thuốc rồi làm như cái nó chết rồi nó lỏng le luôn vậy đó. Cứ rút ra mình đâu có dám đâu. Bự không bà? Nó nhỏ xíu rồi nó như là cái cọng tâm mà ở cái cọng nhang mà chân nhang mà không có đốt ở chân nhang không có đốt. Dạ. Mà nó nhỏ vậy đó mà nó trắng tư một khúc vậy nè. Dạ. Bự bằng ngón tay luôn hơn. Cái đó là cũng như cái cọng xương dạ. Của nó lóng lóng tay dài con lóng nè. Cái bữa nay cái rút ra rồi cái không có gì trơn, bữa nay lành rồi nè. Đây cái miệng nè, đây một cái nữa nè nha. Từ ấy giờ nó hoài vậy đó. Nó xì mũ, nó cộng xương nó chết rồi, nằm trong đó nó hành hoài. Bị gịnh nước vàng, cứ uống thuốc hoài. Dạ. Cứ bác sĩ đưa thuốc ra to. Rút ra cái xong, cái khỏe, cái không chảy máu luôn. Không có máu, không có gì hết trơn. Rồi cái gì, cái
cái nó lạnh luôn tới giờ luôn. Rồi khỏe luôn rồi. Dạ. Hơn, đau không Hân? Còn đau không? Dạ không. Nó chỉ ngứa. À nó đang làm da non mà. Làm da non ở trong. Rồi bác sĩ nói thì uống thuốc từ từ ở trong lành ra luôn, rồi hổm rày nó hết nước vàng hết đồ. Hết nước vàng khô gáo, mình thấy mấy lần trước con lại là đấy băng lại. Dạ. Đúng rồi. Trời ơi đúng là may mắn gặp ông bác sĩ. May mắn. Lên bác cho sĩ. Mổ lần nữa là mệt nữa. Mà bác sĩ nói lên trở bác sĩ này mổ thì cũng mổ đi mổ lại nói vậy á, mà hai ông bác sĩ là không biết cái gì không chị phải ở dưới này là mệt hay bác hả? Ở dưới này là phải dưới này mà đè mổ là một nguy hiểm nữa, cực khổ mình nữa, tội nghiệp với nó. Cái này là cũng một điều may mắn nữa. Tiếp theo hồi cái lúc ấy làm như là nó sưng cái này ra, nó nữ tại nó một cái khối xương nó chết, nó nằm trong trong một cái gai mà. Một thời gian nó chảy nước vàng thì mình uống thuốc đi. Dạ. Cái đó nói ông ngoại ơi mà sao nhất. Nhất là mình sợ rồi. Nhất là sợ. Mình sợ có ảnh hưởng đến cái tương đó không. Dạ, dạ. Mình thử quê nói mới đi khám. Trời ơi, nghe kể mà ghê. Đau đớn. Dạ. Mà Hân không có đau đớn gì luôn hả? Nó hơi nhức vậy thôi mà mình cũng sợ lo. Mấy lần trước lại là con lo cái phần cái tay này hơn cái chân á. Đúng rồi. Hồi cái lúc mà mình đi lên trển làm đó, hồi mà bác sĩ trển nói là không có sao mà gì mà tại uống thuốc mà từ lúc mà mổ ra ha, là ở dưới ngủ nghị là nó về đây là uống thuốc, nó để làm một năm trời là uống thuốc, ngày nào uống thuốc, sáng uống chiều uống hết thuốc rồi là ông ngoại đi mua. Vậy là nó chết lâu rồi, xương nó chết lâu rồi hay không? Vì thuốc hàng mấy ngàn cũng mua rồi. Mỗi lần mua là 700-800 á, rồi uống chừng 10 bữa nửa tháng nè. Nay thấy Hân cái gương mặt hồng hào lên ha, tròn trịa. Bữa nay tròn hả ba chú? Dạ. Ê này sao bữa nay đi đứng rồi sao rồi? Nói cho chị Tiền nghe chút xíu nữa, chắc có thể là Hân đi cho chị xem cũng như Mạnh Thường Quân. Trước giờ cũng đã hỗ trợ mà may mắn là được anh được ở Hồng Ngự đi làm ở dưới này. Thì gặp bé Hân thì mới may mắn nó nhiều đến nhiều từ nhiều thứ. Ê, nói sao nói chị Tiền trước thì về, cũng như là tất cả các Mạnh Thường Quân từ trước đến giờ đã hỗ trợ mình đó. Thì thông tin cho Mạnh Thường Quân cũng như là chị Lâm Tiền ở Mỹ hay. Dạ hổm gài đi được mà tại hôm qua kia mới chích vaccine á nên là không chống không được nên là không có đi. Đau đau tay nên không có đi. À dạ. Mới chích ngừa vaccine Covid. Dạ. Hai mũi rồi. Mũi hai. À có hành dữ không? Dạ không, có chỉ ghim cái tay thôi. À, hôm nay là có thể đi được không? Dạ chắc được. Chắc được. Đi được, lúc đó mang chân vô. Dạ. À, chắc có lẽ là bây giờ mà Hân sẽ mang chân để mà giả vô để mà đi cho dạ, cho Mạnh Thường Quân cũng như là cô bác của anh chị. Chắc có, một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn tất cả các cô bác của anh chị là Mạnh Thường Quân ở nước ngoài cũng như là ở trong nước đã hỗ trợ cho bé Hân có được một cái đôi chân và được một điều kỳ diệu đến với bé Hân hôm nay nữa. Đó là nhờ một cái bác sĩ mà phải nói là bác sĩ mà cũng không ngờ, trong chuyên ngành mà cũng không ngờ đến luôn. Thôi bây giờ để mang cái chân vô trước đi Hân ha. Cho đau tay thôi. Đau tay. Bác sĩ này thì lúc trước có làm cho một cái bé ở ngoài đất quá. Đắk Lắk được làm cái chân này. Cái chân này là của Đức á. Dạ. Nhưng mà cái mỏm chân của em còn đau không Hân? Dạ đi thì còn đau. Nhưng mà nó không đau bằng nhiều bằng giống như là lúc mới ghép ha. Mới ghép vô. Bà ngoại em mai cái đai hả bà ngoại? Dạ. Lý do là cái mỏm chân của bé Hân ngắn quá. Đúng rồi, ngắn. Dạ. Được dài lúc nữa đỡ gì đâu. Dạ. Để làm được cái này nó đâu có đơn giản đâu. Cái này là mình hôm trước bà nói là làm cái phần lấy cái phần xốp vô luôn đó hả bà? Ừ. Nè, ôi y gan là như thiệt vậy đó. Y gan là thiệt á. Dạ.
cái này mang một cái chiếc giới vô nữa đâu có biết đâu. Hôm là nó đi mới đi đưa dâu gì của nó đi tuốt ở dưới Kiên Giang với dạ đi ôi đưa dâu. tự đi luôn ồ giỏi dữ trời. Ôi làm y gan thiệt luôn nè, cái phần này nó mềm nó sốt sụn. Mang giày vô luôn, đi tự nhiên luôn. À. Mà điều cũng phải chống tó nha. Chứ... Nhưng mà cái đồ khớp gối là Hân chưa duỗi ra được phải không Hân? Dạ. Ở đây nó có một cái khớp gối nè cô bác của anh chị, nó có thể nó có khi mà đi quen là nó sẽ duỗi ra được được luôn. Được. Bây giờ mình sẽ nói cái phần này nè. Đó, y gan là một cái da thịt của người luôn á. Nó cũng sốt có độ mềm dẻo á. Cái phần này gọi là cái phần thẩm mỹ. Bên kia mang một cái chiếc giới nữa là mình đâu có biết như ấy không đâu. Không có biết. Dạ. Mang giày mang giới luôn mang giày. Nó đi tự nó đi nó cũng nhủi. Vậy là chỉ đi ra ngoài nó mang vô thôi. Hả? Đi ra ngoài nó mang vô thôi đúng không? Mình đi ở nhà thì mình đi bình thường đi. Không đi mình nó đi. À duỗi ra được rồi kìa. Nó duỗi. Nè đó. Nó. Bữa đó đi cũng vậy đó, đi duỗi vậy đó. À Hân giỏi quá ta. Đau không Hân, đau không? Dạ không. Ồ. Nhưng mà chắc 1 2 tháng khoảng nửa năm thì Hân mới có thể bỏ nó to được. Dạ. Yeah. Đó, duỗi cái chân nè. Duỗi cái chân. Đó. Mà đi về để đám cưới mới bữa hôm 6 đi đưa dâu của hôm 6. Ồ, hay quá. Đi tới Kiên Giang. Đi đám cưới là tự tin chưa Hân? có anh chàng đẹp trai nào chọc không? Mang giày vô là đi mặc cái đầm luôn đi bình thường mà chỉ có tại chống tó thôi chứ nếu mà buông tó ra là đi cũng không có thấy gì. Dạ. Hơi... Mỗi ngày là Hân đi bao nhiêu phút? Buổi sáng này đi ra đây trước đi, rồi chiều đi. Rồi sức mồ hôi nực hay là mệt? Nực á. Nực hả? Mệt hả? Nó già mồ hôi đó. Rồi đi lại đây rồi đi lại giường cái nữa là được rồi. Trời ơi vui quá. Bỏ tối rồi cây đi cho cô tiền coi cây. Chị tiền bất ngờ luôn á. Lát con quay lại cái con bỏ tối đi cho cô tiền. Nổi không? Bỏ tối rồi không có chân. Công chân không có nhủi. Con đi tự nhiên con đi không thôi nhủi. Để cho công chân vậy đi bà ơi. Để cho tập quen từ từ vậy rồi mai mốt khoảng 6 tháng sau con quay trở lại á. Hôm nay thì đến đây thì gặp cái phần tay của bé Hân á là cái vấn đề mà nan giải nhất thì bé Hân đã giải quyết xong rồi. Yeah. Khoảng một năm trước đây thì mỗi lần lại là cái mõm tay này là đều phải băng băng cái phần bông gòn, lý do là chảy nước vàng. Yeah. Sau khi được các bác sĩ bệnh viện Chợ Gãy chữa trị xong thì đã có thể là yên tâm, và hôm nay thì thấy cái tình trạng sức khỏe của Hân rất là tốt luôn, và tinh thần thì tuyệt vời rồi. Rồi mai mốt là đi đám cưới là với bà ngoại là sao? Tự tin chưa? Không, đám cưới dòng họ mới đi với đám cưới ngoài không có đi. Từ từ đi chứ. Bữa hổm nhỏ em nó ngồi đây nè, năn nỉ dữ lắm, nó không chịu, năn nỉ một ngày đó rồi tối đêm đó nè, cái nó thôi đi nó mừng đi. Bữa đó đi nhầm chiếc xe nó hết thời hạn sử dụng đó. Dạ. Nó chạy đó rồi bị công an lụm cái bác sĩ có nói là khi nào mà thay cái bao lâu thì mới thay cái phần này không bác? Hôm trước ông nói cầu cả 10 năm vậy mà khi nào có thời gian rảnh là dài 3 năm cái có đi ngang đó rồi đi xuống bác sĩ kiểm tra. Dạ. Cho cái phần giới này thì khoảng mà vài tháng thì mình thay giặt một lần. Dạ, thay giặt.
nó rất là mềm luôn á, cái độ chân, độ cái độ xốp á thì nó mềm, và khi mà mình cái chân của Hân đi mà duỗi ra được ở cái khớp gối á thì nó so với cái phần chân thật bên đây á thì nó không khác là không khác nhiều, nhưng mà tại vì lúc mà cái bước đi á thì có chưa có vững nên là nữ ra là mình thấy nó còn hơi ngượng ngùng tí xíu. Hôm nay gặp mừng quá luôn. Bữa đó ở trển là mẹ nó mới về, bữa đi đám cưới đó, ở trên trển cái bảo hiểm nó cho lãnh được được 20 triệu. Ôi là 20 triệu là bảo hiểm của con chị cho nó mượn làm đó phù hộ. Dạ, bảo hiểm thất nghiệp. Không, mượn giấy làm. Dạ. Mượn giấy làm á. Rồi cái người ta kêu trả chi trả đó, cái nhỏ em của nó rồi cái lựa lấy rồi cái bắt đầu cho đó, cho mới mẹ mới sắm cho đó. À, bộ này bộ dòng này ha, bộ trang sức này vậy. Công sức nó mặn được gì? Mặn được nó mấy hai năm là được bộ này ha. Mới có. Hàng chi nãy giờ anh thấy cái gì nó hơi bị chối. Lạ. Hai được 20 triệu, cái nhỏ em nó gửi về đưa cho mẹ nó về bữa đó về đám cưới sắm đó. Thật ra thì có một cái câu chuyện như thế này, là bác sĩ có chia sẻ rằng á, khi mà được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân có được một cái đôi cái chân này á, mà nếu như mà không có sự cố gắng nỗ lực của Hân á, thì nó không có ý nghĩa gì hết, mà nó phải có sự cố gắng nỗ lực thời gian dài của Hân thì cái chân này nó mới phát huy được tác dụng. Và hôm nay thì con đến đây thì thấy được cái những bước đi của Hân, mặc dù là còn chống tó nhưng mà thấy những cái bước đi nó rất là linh hoạt, và đặc biệt là cái khớp gối á thì đó là một cái tín hiệu đáng mừng. Và hôm nay thì anh muốn đến đây để mà ghi hình lại cái thước phim này cho tất cả các Mạnh Thường Quân cũng như là chị Lâm Tiền ở Mỹ biết về cái thông tin tình hình của em hiện tại như thế nào, và những cái bước đi của em trên cái đôi chân mới của mình nó như thế nào. Chắc có lẽ là kết thúc clip này thì em sẽ nói một lời cảm ơn với lại tất cả các Mạnh Thường Quân cũng như là chị Lâm Tiền đã hỗ trợ mình. Rồi sau đó khoảng nửa năm sau mình sẽ quay trở lại thăm em ha. Dạ, em cảm ơn chị Tiền và các Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho em một cái chân để cho em đi lại. Em rất là vui. Em không biết nói gì hơn. Rồi thôi, chúc em luôn có sức khỏe tốt nha. Nhớ ăn đầy đủ dinh dưỡng để mà còn mai mốt còn đi đám cưới đâu nè, chứ để coi mấy như anh bác sĩ nói là có mấy anh chàng đẹp trai. Dạ thôi, chắc con xin phép thưa ông ngoại bà ngoại bé Hân về, chúc ông bà luôn có sức khỏe ha. Ông bà ngoại luôn là sát cánh Hân tuyệt vời luôn á. Bữa nay ai cũng nói cái mặt tròn vo, rồi ai cũng nói đẹp hết trơn, cũng hãnh diện lắm chứ. Có một cái câu chuyện tâm linh khó lý giải thêm mà để mà kết thúc cái clip này. Đó là khi mà Hân bị tai nạn vì mất đi một cái phần tay, phần chân từ một cái chiếc xe container. Nhưng mà gương mặt của Hân á là không có bị một cái vết trầy xước nào cả. Và trước đó mà Hân bị tai nạn thì trước đó là Hân ở trong chùa mới ra. Ngày hôm đó là ngày Hân đi chùa. Nó có một cái sự tâm linh mà coi như là mình không giải thích được, mà mình gọi là có sự phước đức của ông bà cũng như là kỳ diệu. Thôi chào em nha.